Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Hỡi con, hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta. Khá tuân thủ các mạng lệnh ta thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con. Hãy cột nó nơi ngón tay con, ghi nó trên bia lòng con. Hãy nói với sự khôn ngoan rằng ngươi là chị em ta và xưng sự thông sáng là bằng hữu con, để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ, khỏi đàn bà ngoại hay nói lời vua nịnh. Vì tại cửa sổ nhà ta, ta nhìn qua sông mặt võng ta, bèn thấy trong bọn kẻ ngu dốt, giữa vòng người thiếu niên, có một gã trai trẻ không trí hiểu. Đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bà ấy, người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng. Hoặc trong lúc chạng vạng khi rốt ngày, hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt. Kìa, người đàn bà ấy đi ra rước hắn, trang điểm như con bượm, lòng đầy mưu kế. Nàng vốn nói om sòm, không thìn nết, hai chân nàng chẳng ở trong nhà. Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ, rình rập tại các hẻm góc, nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, mặt chai mày đá nói cùng chàng rằng: tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi, ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi. Bởi cớ đó tôi ra đón anh, đặng tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. Tôi có trải trên giường tôi những mền bằng chỉ Egypto đủ sắc, lấy một dược lư hội và quế bì mà xông thơm chỗ nằm tôi. Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, vui sướng nhau về sự luyến ái. Vì chồng tôi không có ở nhà, người chạy đi xa xôi lắm, đem túi bạc theo tay người, đến rằm mới trở về nhà. Nàng dùng lắm lời êm dịu quyến dụ hắn, làm hắn sa ngã vì lời vua nịnh của môi miệng mình. Hắn liền đi theo nàng như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt, cho đến khi mũi tên xoay ngang qua gan nó, như con chim bay a vào lưới mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe ta, khá chăm chỉ về các lời của miệng ta. Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy, chớ đi lạc trong các lối nàng. Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Chương 8. Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư? Sự khôn ngoan đứng trên chó các nơi cao, ngoài đường, tại các ngã tư, gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, ở chỗ đông trong cửa thành. Sự khôn ngoan la lên rằng: hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, và tiếng ta hướng về con cái loài người. Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo. Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng. Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành. Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng, vì miệng ta sẽ nói chân thật, còn môi ta ghét sự gian ác. Các lời miệng ta đều xưng hiệp sự công bình, trong nó chẳng có điều chi cong vại hoặc gian tà, thảy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức. Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa. Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. Ta là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, và tìm được sự hiểu biết và sự dễ dặt. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sất sược, con đường ác và miệng gian tà. Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta. Ta là sự thông sáng, năng lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta các vua cai trị và những quan trưởng định sự công bình. Nhờ ta các quan trưởng người tước vị
và các quan xét thế gian đều quản hạt. Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đổi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật, thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì ta đã sinh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên và các gò nổng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sinh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển, để nước không tràn phạm điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập nên trái đất, thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hằng ngày, ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta. Ai giữ đạo ta, lấy làm có phước thay. Khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết. Chương 9. Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình, tạc thành bảy cây trụ của người, giết các con thú mình, pha rượu nho mình và dọn bàn tiệc mình rồi. Người đã sai các tớ gái mình đi ở trên các nơi cao của thành, người la rằng: ai ngu dốt hãy rước vào đây. Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng: hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha lộn. Khá bỏ sự ngây dại đi thì sẽ được sống. Hãy đi theo con đường thông sáng. Ai trách dại kẻ nhạo báng, mắc phải điều sỉ nhục. Ai quở kẻ hung ác, bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. Vì nhờ ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên, và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng. Nếu con khôn ngoan thì có ích cho chính mình con, nếu con nhạo báng, tất một mình con phải gánh lấy. Đàn bà điên cuồng hay la lối, nàng là ngu muội chẳng biết chi cả. Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, trên một cái ghế tại nơi cao của thành, đặng kêu gọi những kẻ đi đường, tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng: ai ngu dốt hãy rước vào đây. Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng: nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay. Nhưng người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ. Thi Thiên 24. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 1. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đang ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Bây giờ, các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthew, Gia-cơ con của A-phê, Simon Celot và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người, mà nói rằng: Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hát-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng: Nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó. Lại rằng: Nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Giê-xu đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp têm cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Ba-sa-ba cũng gọi là Giúp-tu và Ma-thia, rồi cầu nguyện rằng:
Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người. Xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này, ai là người Chúa đã chọn đặng dự vào chức vụ sứ đồ thay vì Giuđa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Đoạn bắt thăm trúng nhầm Ma-thia, người bèn được bổ vào 11 sứ đồ. Chương 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Thế thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Libi gần Cyrene, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giuđa hoặc người mới theo đạo Giuđa, người Crete và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc này là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giuđa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi chưng vua David có nói về người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng: Người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha
đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chương 3. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Và có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm hai người rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Phi-e-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-t, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu, mà Trời phải rước về, cho đến kỳ muôn vật đổi mới,
là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị trút khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel và các đấng nối theo người cũng đều có rao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán cùng Abraham rằng: các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã dấy đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.